Hello, Hồng An chào mọi người. Và hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần. Hồng An chia sẻ anh em những chiếc xe đẹp, xe chất cho anh em đi trong cái dịp Tết này nha anh em. Và hôm nay là Hồng An xin giới thiệu anh em con quay Infa 202 lốc máy đen. Đầu nồi chưa rớt nha, xe rất là đẹp và máy chuẩn nha. Bảo hành 1 năm về máy. Trước tiên là Hồng An xin thông báo hai bộ hồ sơ của những anh em mới mua Hồng An. Chiếc đầu tiên là chiếc Future Nhật. Con này là con chạy 1.700 cây Hồng An nói chơi nè. Con này là con dọn mới tâm huyết nha. Cái xe đập thùng rồi đó. Future. Đã về một người anh em ở dưới Biên Hòa, Đồng Nai. Và pháp lý đã xong rồi nha. Ngày mai thứ hai Hồng An sẽ nạp rút cho người anh em mình luôn. Về Đồng Nai nha anh em. Future Nhật. Xe mà dọn như mới đó, như xe đập thùng á, Hồng An nói chơi trên kênh đó, anh em tưởng tin đó. Và bây giờ Hồng An thứ hai đã nạp rút. Còn bộ một bộ nữa là Future Neo FI 209. Con mới đăng hôm trước, hai hôm. Đã về một người anh em ở dưới Hồng Ngự Đồng Tháp nè. FI xe rất là đẹp, đi 30 mấy ngàn cây nha anh em. Hồ sơ hôm nay cũng đã xong rồi. Và thứ hai cũng nạp rút cho người anh em mình luôn ha. Nói chung là Hồng An sẽ rất cố gắng giấy tờ pháp lý. Vừa giao xe là xong là qua hôm sau là Hồng An sẽ chuẩn bị giấy tờ pháp lý hết cho anh em luôn. Bắt đầu nạp rút rồi đó. Mà đa số là cuối năm là Hồng An sẽ rút nhanh hết. Không còn rút chậm nữa nha anh em. Rút nhanh cho tranh thủ cho anh em về kịp ra cà vẹt xe. Ra biển số xe. Anh em đi cái Tết này. Và bây giờ pháp lý vẫn còn kịp nha anh em, khi nào mà hồ sơ pháp lý trên thành phố không còn kịp nữa Hồng An sẽ thông báo cho anh em. Vì thời gian còn 15 ngày nữa cho anh em mà có thể rút gốc sang tên được, còn kịp nha. Và chắc chắn là những cái xe dùng ngoài tỉnh là sẽ không còn thời gian đâu. Đó là điều chắc chắn rồi ha. Riêng thành phố Hồng An sẽ vẫn còn có khả năng rút cho anh em về đi trong cái Tết này được ha. Khả năng của Hồng An có là Hồng An nói có nha. Anh em mua xe thành phố Hồng An vẫn còn thời gian rút cho anh em về, có thể sang tên bấm biển số ra đi trong cái dịp Tết này được, còn kịp nha anh em. Và tiếp theo thường lệ là con này quay Infa 202 lốc máy đen, đầu nồi chưa rớt nha anh em ha. Xe rất đẹp, Hồng An sẽ quay nhanh vì vẫn còn những con xe nữa, Hồng An sẽ quay chi tiết nhanh gọn lẹ luôn ha. Anh em cứ xem rồi anh em chốt nha. Con này Hồng An nói chuẩn cái giá đúng 20 triệu không bớt nha anh em ha. Vì những con này là xe cuối năm của Hồng An rồi ha. Con cuối cùng của cái tiệm Infa lốc máy đen là con cuối cùng của Hồng An nha. Năm ra anh em chia sẻ nhanh nhanh thì anh em được sở hữu được những con xe đẹp, xe chất thôi. Hồng An sẽ không có nhập hàng nữa vì Tết rồi ha. Công việc rất là bận rộn ha. Việc rất là bận rộn, đâm ra mình còn làm những chuyện khác nữa, đâm ra xe cổ pháp lý Hồng An không còn nhập nữa nha. Bán hết những dòng xe cuối cùng, chứ quay pha cuối cùng của năm rồi đó. Tranh thủ nha anh em. Đầu nồi chưa rớt, bảo hành máy 1 năm cho anh em đi. Rất là ok nha, máy chuẩn nha. Ốc tán vẫn còn xanh nha anh em ha. Áo zin theo xe hết. Cặp cánh có thai nha, Hồng An báo trước nha, cặp cánh ngoài có thai. Và ổ khóa, Hồng An thay một cặp ổ khóa mới luôn nha. Ổ khóa cũ là chống trộm, đâm ra thay ổ khóa mới luôn. 20 triệu quá rẻ nha anh em ha. Một con xe đẹp, anh em coi à. Rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp ha. Vàng bạc lóc zin nha, không có dặm tút nha anh em. Trắng phấn luôn nè. Lóc đen 202. Hôm nay sẽ quay chậm. Anh em xem kỹ hơn, không trời để cũng mưa gió nó dơ quá. Hôm nay mới kỹ lấy vệ sinh lại sạch sẽ cái, chia sẻ cho anh em luôn. Áo tem zin nha anh em ha. Nó hai màu thấy không, nó màu nó hơi lập lợp tí. Áo tem zin nha anh em. Áo zin theo xe, cặp cánh ngoài thay thôi. Rất chuẩn ha.
điện Goshi ha, đùm rất đẹp, cục thơ xe, máy chuẩn. Đó, anh em coi những cái dàn trước xe của nó nằm đây ha, vẫn còn xanh nha anh em ha. Anh em chơi xe phải hiểu nha, những cái chiếc nền nằm ở dưới nha anh em. Đó, sao vẫn còn xanh nè, chống zin theo xe nha anh em, hình sự rất là dày ha. 48821 còn xanh nha anh em ha, ốc tán zin theo xe hết nha. Về chỉ có chạy thôi nha anh em, xe này về chỉ có chạy thôi, không có thay nhớt hết trơn nha, những cái nhớt không ăn thay hết cho anh em luôn rồi. Đây là hai nha anh em, bạc lốc cũng đẹp ha. Đầu nồi chưa rớt nha, không ai kiểm tra nha, bạc rất là đẹp luôn nha, nó hơi bạc bạc chỗ này tí ha, anh em coi kỹ nha. Sạc lửa IC bình xăng theo xe hết, không có lai tạp nha, nguyên bản như vậy thôi. Rồi nổ máy sơn cái cho anh em chia sẻ nè, cặp chìa mới nha, mang thai luôn nè. Cái chìa cũ là Hồng An là họ gắn chống chống trộm á, Hồng An thay chìa mới luôn cho nó đẹp, trước sau như một luôn nha anh em. Thái nha anh em, quay 100 thái nha. Máy thì thầm luôn nha anh em, máy thì thầm nhất ra là bye bye nha, máy rất là chuẩn nha, không ăn bảo đảm nha, rất là mạnh ha, nhất ra là bye bye. Em thì thầm luôn nha, rất là chuẩn ha. Hai chục triệu hôm nay giá rẻ nha anh em ha, một con lốc máy đen quay infra, zin nguyên bản hết, vàng bạc zin không có giảm tốt. Đầu nồi zin như vậy là giá rẻ nha anh em ha, lốc máy đen rất khó tìm nha, cuối năm là bán bớt luôn, nhanh gọn lẹ chia sẻ cho anh em đi cái dịp Tết, tham gia giá không có bớt nha anh em ha. Máy rất ấm mà, anh em hãy gọi hai số điện thoại nha, 0368888383 và 0907957435 nha. Và con giá này là giá chắc giá là 20 triệu bao hồ sơ cho anh em, vì hổm rày Hồng An rút nhanh cho anh em không à nha, chi phí rút nó hơi cao, đâm ra anh em thông cảm nha. Hổm ra Hồng An không thể nào bớt được cho anh em được hết nha. Con xe chuẩn, xe đẹp, quên pha lốc máy đen 202, áo tem zin, cặp cánh có thai, ổ khóa có thai, toàn bộ theo xe còn nguyên hết nha anh em. Rồi bye bye mọi người đã xem clip hôm nay nha. Bye bye.